Tôi hỏi các bạn một câu. Trong hai bàn tay có bao nhiêu ngón tay? 10. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. 100%. 100%. Bạn hãy đếm lại đi. Rồi. 1 2 3 4 5. Ngón thứ 5 là ngón cái đúng không? Đúng. Nhớ kỹ vào đi. Rồi, nhớ rồi. 5 6 7 8 9. Mày thì ba đạo này.